Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng có trụ nổi cho tới Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể khẳng định chắc chắn khóa 13 tới, ông Nguyễn Phú Trọng không còn trong Bộ Chính trị. Một năm trước đây, người ta cảm thấy rằng ông Trọng không có vẻ muốn rời khỏi chức vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Đảng khóa 13 tới. Ông không hề đưa chuyện nhân sự kế nhiệm vào trong những nghị sự của Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị của ông ta. Cơn bạo bệnh bất ngờ vừa qua đã khiến cho ông Trọng buộc phải chấp nhận đưa ra tương lai của mình, đó là ông sẽ phải về hưu khi nhiệm kỳ này của ông kết thúc. Trong năm tiêu chuẩn chung của chỉ thị 35 về lựa chọn nhân sự có tiêu chí các ủy viên phải bảo đảm sức khỏe, bảo đảm độ tuổi theo đúng quy định. Ông Trọng đã từng là người quá tuổi, nhưng ở trường hợp đặc biệt do ông đặt ra để tiếp tục ngồi lại vị trí Tổng Bí thư đầy quyền lực, sở dĩ nói đầy quyền lực, vì những người ngang hàng với ông lúc đó đều đã giã từ chính trường. Điều đó tạo cho ông được uy quyền trong lớp mới lên. Nhưng ở lần này thì ông không thể đặt mình vào trường hợp đặc biệt trong tiêu chuẩn sức khỏe. Ông Trọng buộc phải tính gấp chuyện xây dựng lực lượng kế cận tương lai cho Đảng. Trong lần trước đây, ông Trọng có đưa ra nghị quyết 244 rất phức tạp, đó là Bộ Chính trị giới thiệu trường hợp quá tuổi đặc biệt được tái cử, còn những trường hợp khác ở Trung ương Đảng muốn giới thiệu tái cử, người đó phải làm đơn xin rút, Trung ương bỏ phiếu đồng ý cho rút hay không. Nếu Trung ương không cho rút thì tiếp tục bỏ phiếu bầu. Nếu áp dụng luật 244 vào hội nghị tới đây một lần nữa thì cả bốn người giữ 5 vị trí quan trọng chủ chốt đều quá tuổi. Thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng đang kiêm 2 vị trí Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Thứ hai, ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 Thủ tướng, ông sẽ 67 tuổi vào năm 2021, năm tổ chức Đại hội 13. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng 67 tuổi vào năm tổ chức Đại hội 12. Ông Dũng phải về làm người tử tế. Thứ ba, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 cũng bằng tuổi ông Phúc. Thứ tư, ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, ông sẽ 68 tuổi vào thềm Đại hội Đảng khóa 13. Như thế sẽ có 4 trường hợp chủ chốt hiện nay sẽ quá tuổi vào nhiệm kỳ khóa 13 cùng với họ là Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Hòa Bình, Đinh Thế Huynh. Ông này hiện nay bị tâm thần không thể chữa trị khỏi. Như vậy, nếu những trường hợp này đều là đặc biệt thì có đến 9 người quá tuổi. Đó là điều không thể xảy ra nếu toàn bộ số người này ở lại Bộ Chính trị. Làm phương pháp loại trừ thì có 3 trường hợp có khả năng nằm trong trường hợp đặc biệt quá tuổi được giữ lại trong Bộ Chính trị khóa 13 tới. Đó là Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Đầu tiên hãy bàn đến vị trí Tổng Bí thư. Ai trong số họ sẽ đủ khả năng làm Tổng Bí thư? Câu trả lời nhanh nhất đó là Trần Quốc Vượng. Ông có lý luận, người miền Bắc có khả năng giữ sự đoàn kết trong Đảng. Ông Vượng là người có khả năng ở lại để kế nhiệm chức Tổng Bí thư. Vì ngoài ông ra không còn ai trong Bộ Chính trị đủ những tiêu chuẩn mà quy định đã nêu. Vị trí Thủ tướng có đến 4 người có thể đảm nhiệm chức vụ này trên bằng cấp và kinh nghiệm quản lý kinh tế họ đã phải trải qua, đó là ông Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và có thêm một người có kinh nghiệm ngoại giao, đó là ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Phúc khó có cửa ngồi lại để làm Thủ tướng, nếu có thì ông phải vươn lên chức Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Nhưng ở những chức vụ này thì không theo thông lệ chỉ có đang ở vị trí tứ trụ nhảy lên làm Tổng Bí thư, chứ không có thông lệ ở vị trí tứ trụ nhảy sang vị trí tứ trụ khác. Vị trí Chủ tịch nước sẽ do ai nắm giữ?
Đây mới là câu trả lời khó nhất, khó sẽ dành cho ông Nguyễn Thiên Nhân hay Nguyễn Xuân Phúc hoặc một ai đó chưa xác định được danh tính rõ ràng. Nếu tính theo vị trí và năng lực độ tuổi thì nó sẽ vào tay ông Phạm Bình Minh là khả năng nhiều nhất. Như thế, vấn đề vị trí Tổng Bí thư đã có thể xác định phần lớn thuộc về ông Trần Quốc Vượng. Đương nhiên, ông Vượng sẽ là trường hợp đặc biệt quá tuổi ở lại trong Đại hội 13 tới. Nếu như ông Phúc và ông Nhân cũng được Bộ Chính trị giới thiệu ở lại tái cử, thành ra có đến 3 trường hợp đặc biệt. Mà có đến 3 trường hợp đặc biệt như thế thì chẳng còn cái gì gọi là đặc biệt. Nó sẽ là trò thô thiển quá mức. Vì thế, điều này sẽ không xảy ra, đã đặc biệt thì chỉ có một trường hợp mà thôi. Hai ông Phúc Nhân sẽ phải qua vòng 244 nếu như ở lại tái cử ở Đại hội 13 tới. Luật đấu loại 244 được mang ra dùng bất đắc dĩ khi mà lúc ấy Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hiện nay là Nguyễn Phú Trọng về quyền lực chưa kiểm soát được Trung ương, ông Trọng phải dùng đến nó trong bối cảnh các thế lực khác ngang ngửa nhau ở trước thềm Đại hội 12. Ở khóa 13 tới này chắc hẳn ông Trọng không còn phải dùng đến nó nữa khi mà quyền lực của ông Trọng mạnh đến mức ngay từ bây giờ ông đã quy hoạch được 200 ủy viên Trung ương tương lai cho khóa 13 tới. Gần đây người ta thấy Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình thường qua lại với nhau, phải chăng các ông này đã thấy trước tương lai của mình nên họ đang gắn lại với nhau để tạo thành một lực lượng nhằm thay đổi sự sắp đặt bất lợi cho họ. Có lẽ nếu họ muốn ở lại vị trí quyền lực thì họ chỉ còn cách câu kết với nhau để chiếm được 3 vị trí trong ngũ trụ. Nếu như thế, họ phải cần nỗ lực thật quyết liệt và triệt để gấp rút hơn. Còn không, chắc chắn số phận của họ là phải rời chính trường vào khóa tới để trở về làm người tử tế. Trước tháng 9 năm 2018, thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng chưa trở thành tổng tịch, với việc xoán cả hai ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, kịch bản biến động trong chính giới Việt Nam đã tính tới phương án Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ, mà do đó sẽ để lộ ra một khoảng trống quyền lực để sau đó sẽ là cuộc đua tranh chủ yếu giữa ba nhân vật Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Trần Đại Quang, Chủ tịch nước và Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng. Trong đó, ứng cử viên số 1 và được Nguyễn Phú Trọng tin dùng hơn cả kèm nhận lời khen ngợi, làm việc gì ra việc đó, vẫn là Trần Quốc Vượng. Nhưng cho đến giữa năm 2018 vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng thực hiện lời cam kết tại Đại hội 12 là sẽ giã từ chính trường vào giữa nhiệm kỳ khóa 12. Sau đó ít lâu, tháng 9 năm 2019, Trần Đại Quang đột ngột qua đời. Ngay khi đó, không phải Trọng mà là Quang đã để lộ ra khoảng trống quyền lực khá hấp dẫn, cho dù cương vị chủ tịch nước vẫn thường bị xem là hữu danh vô thực. Ngã rẽ bất ngờ của Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành tổng tịch vào tháng 10 năm 2018 và năm 2019 với độ tập trung quyền lực cao độ chưa từng có kể từ thời Lê Duẩn vào những năm 1960 của thế kỷ 20, cũng tạm thời chấm dứt hy vọng ngoi lên của những quan chức cao cấp khác. Nó cũng tạm thời chấm dứt cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực cho ghế cao nhất trong đảng và đưa cuộc đua tranh giành ghế Tổng Bí thư vào đường một chiều, với biển báo chỉ đường duy nhất mang tên Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là ai khác. Hiện tượng bề mặt mô phỏng cho tình thế một chiều như thế đã là sau vào thời hậu Trần Đại Quang. Hàng loạt quân tướng của Quang bị chóc nã, trong khi các bài viết thông tin không chính thức đấu đá nhau chưa hẳn trên mạng xã hội và vắng bóng trên mạng xã hội trong những thời gian qua. Cần nói thêm là thông tin không chính thức là một khái niệm mới của đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ đảng cầm quyền tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận, nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan nào của đảng hay chính quyền thừa nhận những thông tin này.
Nhưng bầu không khí đầy kích động của đại hội tiền đại hội 12 đã trở lại với chính trường Việt Nam sau tháng 4 năm 2019, tức sau thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng thình lình bị cơn bão bệnh tại xứ Kiên Giang nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng. Âm binh nổi lên, cơn bão bệnh trên có vẻ cấp tính và nguy hiểm đến mức chẳng bao lâu sau đó đã xuất hiện kịch bản về chuyển giao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cho người khác. Rõ ràng là khoảng trống quyền lực của ông Trọng có thể phải từ bỏ là miếng bánh hấp dẫn hơn nhiều so với thời của ông ta chỉ là tổng bí thư, tạo sức hút thơm ngậy và mê dại đối với các quan chức khác trong nội bộ đảng chính trị cầm quyền Việt Nam. Trong dư luận nội bộ cũng ngày càng phổ biến câu cửa miệng lực bất tòng tâm nhằm ám chỉ một Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ không còn với tới được đại hội 13 của năm 2021 tới. Tuy nhiên, chẳng ai dám công khai nói về tương lai nhắm mắt xuôi tay của ông ta. Âm binh bắt đầu nổi lên ngay dưới chân ghế của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Sau lần Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2019, hầu như chắc chắn vấn đề sức khỏe suy sụp đang là thách thức lớn nhất đối với ông ta, chứ không phải là cú vỗ mặt nổ đom đóm của Đảng Anh Trung Cộng ở bãi Tư Chính ở Biển Đông. Vào tháng 10 năm 2019, Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên phải thú nhận ông ta đang là bệnh nhân trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội. Sự thú nhận này cho thấy quả thật sức khỏe của ông Trọng đã trở nên nan giải đến mức ông ta không những không thể thực hiện chuyến công du Hoa Kỳ trong năm 2019 theo kế hoạch mà còn chưa biết sẽ xuôi tay vào bất cứ lúc nào. Quy luật thường thấy trong chính trường là độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến loạn nội bộ. Một khi cá nhân đó phải chấm dứt quyền lực, trường hợp Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ là như vậy. Kịch bản xung đột quyền lực trong chính trường Việt Nam đang diễn tiến theo hướng mức độ xung đột quyền lực tỷ lệ nghịch với tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Tức nếu Nguyễn Phú Trọng còn khỏe hoặc tạm thời còn nắm quyền chỉ đạo toàn diện cho dù bị hạn chế đáng kể khả năng vận động tứ chi, xung đột quyền lực dưới chân ghế của ông Trọng vẫn chỉ ngấm ngầm với mức độ bình thường. Nhưng nếu ngược lại, sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng xuống nhanh thì cuộc tranh giành khoảng trống quyền lực sẽ càng có khuynh hướng nổ thiên và sóng mái. Sau khi Nguyễn Phú Trọng phải thú nhận là bệnh nhân cùng với cảnh tượng đài truyền hình Việt Nam VTV vô tình phát đi hình ảnh ông Trọng đi đứng loạng choạng trong cuộc tiếp những người anh em xã hội chủ nghĩa Lào, không nghi ngờ gì nữa về lời giã từ chính trường được ông ta nêu ra một cách không chính thức, tương ứng với việc ông Trọng không thể chạy đua đến đại hội 13 mà sẽ nửa đường gãy cánh. Nhưng sự ra đi của người này lại là nỗi vui sướng và niềm hy vọng của kẻ khác. Cuộc chiến của những kẻ được xem là ngang cơ cũng bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ nổi lửa lên em cho đến khi đại hội 13 kết thúc. Kịch bản vua của chính giới Việt Nam giờ đây rõ ràng đang nghiêng về khả năng Minh Quân Nguyễn Phú Trọng không còn trụ nổi cho đến đại hội 13. Đồng thời, danh sách các ứng viên thay Trọng đã trở nên dài hơn mà ngoài Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc còn có Quân Hậu, Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội hiện nay. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt đơn thư tố cáo nội bộ dài viết đấu đá lẫn nhau tung ra như bướm bướm trên mạng xã hội trong bối cảnh trên. Dày đặc hơn hẳn là Nguyễn Phú Trọng còn chưa bị bạo bệnh nhưng bài viết này cũng được xem là thông tin không chính thức. Cho tới nay đã có hai con sóng thông tin không chính thức lan tràn trên mạng xã hội và tác động đến dư luận nội bộ lẫn dư luận xã hội. Một lần trước hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019 và tiếp trước hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 năm 2019. Thậm chí cái bóng ma quái dữ dội mang tên chân dung quyền lực
từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thu hút ghê gớm dư luận xã hội và tác động kinh khủng vào nội bộ vào khoảng thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015 đang trở lại với chính trường Việt Nam nhưng đã biến thể sang những bút danh khác và nội dung đối tượng công kích cũng khác. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thị Kim Ngân đột ngột bị đánh tả tơi vào thời gian ngay trước hội nghị Trung ương 11 khi nổ ra vụ báo Nam Hàn bỗng dưng có được tin tức 9 người trong đoàn quốc hội của Nguyễn Thị Kim Ngân đi Nam Hàn vào cuối năm 2018 đã bỏ trốn ở lại quốc gia này. Đến nay vẫn chưa phát hiện số người đó hiện đang ở đâu. Cứ với đà này, con sóng thông tin không chính thức lần thứ ba sẽ trào lên vào khoảng thời gian trước hội nghị Trung ương 12, có thể diễn ra vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 và hẳn sẽ dữ dội hơn cả hai con sóng trước đó. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.